Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chi bộ các ban xây dựng Đảng của huyện ủy Tam Dương phối hợp với chi bộ văn phòng huyện ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Tam Dương. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Thông qua sinh hoạt chi bộ, giúp các đảng viên nắm rõ về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Đồng thời, nhằm tuyên truyền ca ngợi phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, kiên định với lý tưởng cộng sản, hình mẫu về phong cách lãnh đạo quyết liệt nhưng rất giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân. Qua đây để mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống và tấm gương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Tam Dương nói riêng ngày một phát triển. Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị lần thứ 60 nhiệm kỳ 2020-2025 cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 02 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2030. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích cho ý kiến đối với kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế đối với việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, cũng như đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế. Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 02 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên về xây dựng phát triển đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2030 phải bám sát kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 07 ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên định hướng đến năm 2030 để điều chỉnh liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết. Với những giải pháp đồng bộ quyết liệt, cụ thể, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, chi bộ trường Trung học phổ thông Đội Cấn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Trong công tác bồi dưỡng kết nạp học sinh vào đảng, nhà trường xây dựng và thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời rà soát những học sinh đủ 18 tuổi, có chí hướng, có động cơ vào đảng đúng đắn, từ đó phân loại học lực để lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đưa vào nhóm bồi dưỡng tạo nguồn. Những học sinh được kết nạp vào đảng đều là học sinh có lối sống, đạo đức trong sáng, kết quả học tập tốt, thể hiện được sự vượt trội của bản thân trong thời gian học tập tại trường. Với cách làm bài bản, trách nhiệm, năm 2024, chi bộ trường Trung học phổ thông Đội Cấn kết nạp được 2 đảng viên là học sinh. Chi bộ và nhà trường có kế hoạch để bồi dưỡng nguồn ngay từ đầu. Các lớp sẽ rà soát các học sinh để xem xét, giới thiệu và cho làm hồ sơ thực hiện các cái quy trình để đề nghị kết nạp đảng theo quy định. Huyện ủy Vĩnh Tường xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, căn cứ chỉ tiêu tỉnh ủy giao và tình hình thực tiễn ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn, giao chỉ tiêu phù hợp đến từng chi đảng bộ cơ sở trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Trên cơ sở chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy giao, các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho mỗi đồng chí cấp ủy, bí thư các chi bộ để chỉ đạo, rà soát nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú để tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Các xã thị trấn đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, có nguyện vọng, ý chí vươn lên để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ vậy đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 190 đảng viên mới, đạt 70,5% kế hoạch được giao. Chúng tôi đã có những giải pháp như là tạo nguồn để cho quần chúng tiêu biểu được đi học cái lớp cảm định đảng. Từ đó thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái nguồn đó thì có cái điều kiện và có cái cơ sở sàng lọc, xem xét, theo dõi để có thể là đưa các cái quần chúng ưu tú này đã được học qua các cái lớp cảm định đảng để đứng trong hàng ngũ của đảng.
Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tin rằng Đảng bộ huyện Vĩnh Tường sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sự phục hồi và tăng trưởng liên tiếp của một số ngành lĩnh vực chủ lực trong những tháng qua chính là yếu tố quyết định để kinh tế của tỉnh tiếp đà khởi sắc trong 8 tháng đầu năm. Đây chính là động lực rất lớn để Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp của tỉnh có sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn IIP ghi nhận chuỗi tăng 6 tháng liên tiếp sau sự sụt giảm vào tháng 2 năm 2024. Trong tháng 8 năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 15,94% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 12,31% so với cùng kỳ năm 2023. Một số ngành công nghiệp chủ lực trong 8 tháng qua đều ghi nhận sự tăng trưởng, từ đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Ngành sản xuất linh kiện điện tử được duy trì ở mức độ cao, tăng 8 tháng tăng chỉ số sản xuất tăng 14,6%. Cái này là tiếp tục chúng ta duy trì ngành này duy trì được từ nay đến cuối năm, mức độ tăng cao hơn nữa, và đóng góp rất tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đặc biệt là khi ngành ô tô thì chúng ta sản xuất ô tô thì chúng ta cũng chỉ đã có dấu hiệu phục hồi. Hai là cái xe máy, nếu mà lúc chín xe máy thì 8 tháng cái chỉ số sản xuất tăng được 9%. Thì cái xe máy này thì đóng góp rất tích cực vào trong cái tăng trưởng của nền kinh tế. Cùng với sản xuất công nghiệp, các ngành sản xuất, nông, lâm, thủy sản, các ngành dịch vụ, thương mại đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực thu hút đầu tư, tính đến ngày 15 tháng 8, tỉnh đã cấp giấy phép đầu tư cho 53 dự án FDI, trong đó có 26 dự án mới, 27 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký gần 500 triệu đô la Mỹ, vượt 24,5% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2024 đạt trên 19.400 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa trên 16.000 tỷ đồng, đạt khoảng 61% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu đạt trên 3.300 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ. Hy vọng là với cái mà là cái sáng sủa của cái tháng 7 tháng 8 vừa rồi thì nếu như từ tháng 9 cho đến kết thúc năm mà tiền đường của hai doanh nghiệp và cái sáng sủa như này thì báo cáo chí khu đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận đến hoàn thành kế toán thì chắc chắn là chúng ta có thể làm được cao. Báo cáo chí là thế là như vậy. Cục thuế sẽ cố gắng là cái đẩy mạnh tất cả những pháp thu chống thất thu cũng như bám sát tiền đường của các doanh nghiệp để nó có một năm tiền kế toán nhất. Với những kết quả khả quan của các lĩnh vực trọng điểm 8 tháng đầu năm sẽ là động lực quan trọng để Vĩnh Phúc bứt phá trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu còn lại trong những tháng cuối năm, từ đó quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2024. Các thủ tục về đất đai luôn là lĩnh vực có nhiều tồn đọng về hồ sơ gây khó khăn cho người dân. Để giảm bớt áp lực về thời gian cho người dân khi đi làm thủ tục liên quan đến lĩnh vực này, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Xuyên đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho người dân. Nếu như năm 2021-2022 và nửa đầu năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Xuyên là một trong hai đơn vị đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai với tỷ lệ luôn trên 50%. Nhưng với quyết tâm đổi mới trong hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục, từ giữa năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Xuyên đã phân công, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, công chức cập nhật thông tin lên phần mềm dịch vụ công theo quy định, chủ động tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ công dân đến giải quyết. Nhờ đó, trong 8 tháng đầu năm 2024, trên 95% hồ sơ đã được Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Xuyên trả đúng hạn và trước hạn, tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp. Hôm nay là tôi đến đây là để xin cấp lại cái sổ đỏ, từ sổ đỏ sang sổ hồng. Các thủ tục thì thuận lợi, dễ dàng và trả hẹn thì đúng kết quả, đúng ngày. Để giảm bớt thủ tục và giảm việc đi lại cho người dân,
Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bình Xuyên đã thực hiện giảm bớt nhiều thủ tục hành chính, lồng ghép từ 2 đến 3 thủ tục để người dân làm một lần để đẩy nhanh thời gian trao trả hồ sơ. Đặc biệt hiện nay, tất cả các hồ sơ, dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên phần mềm iGate nên quá trình luân chuyển hồ sơ thuận tiện, nhanh chóng, đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định. Đặc biệt, văn phòng đã tiếp nhận trên 70% lượt hồ sơ nộp trực tuyến. Ngoài thực hiện các cái văn bản chỉ đạo chấn chỉnh của lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường cũng như là Văn phòng Đăng ký tỉnh, thì đối với chi nhánh Bình Xuyên thì đã đưa ra các giải pháp, là thứ nhất là đối với cái việc là đã rà soát lại toàn bộ các cái cán bộ người lao động để mà bố trí sắp xếp công việc đối với từng cán bộ cho nó phù hợp với các bộ phận để đảm bảo là phát huy hiệu quả cái quá trình giải quyết công việc. Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục về đất đai cũng như góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính cấp huyện, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bình Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ chậm muộn